Một chú hề thường xuyên xuất hiện ở trường học mua vui cho lũ trẻ và bán vài quả bóng bay. Nhưng mục đích chính của anh ta không chỉ có vậy mà cái chính là muốn bảo vệ cô con gái nhỏ của mình, đồng thời tìm ra kẻ đã giết người vợ thân yêu của anh và đẩy anh vào cảnh ngục tù gần chục năm trời. Vậy hành trình đi tìm lại công lý của anh diễn ra như thế nào? Mời các anh em mê phim hành động báo thù đến với bộ phim mang tên Tây Trang Bạo Đồ. Chuyện bắt đầu cách đây 9 năm trước, trong một lò mổ heo trá hình của tay trùm ma túy Băng Tá Đồn. Một băng đảng khét tiếng cả vùng tên đại ca của chúng đang làm lễ thất tuần cho em trai hắn, tên này đã bị một người là Chu Khắc giết chết không lâu trước đó. Để trả thù cho em trai hắn đã bắt Bano, bạn chí cốt của Chu Khắc, nhằm ép anh ta khai ra chỗ trốn của bạn mình để mang Chu Khắc về tế sống em trai mình. Nhưng Bano nhất định không hé răng nửa lời. Anh ta còn cảnh bảo chúng Chu Khắc sẽ đến một cách lặng lẽ như bóng ma và coi các người như con mồi nằm trong bẫy mà giết từng tên một. Thế nhưng lời cảnh báo đó của Bano không có tác dụng gì với gã đại ca của chúng, hắn đáp trả rằng con mồi nào cơ chứ, tao đây mới là thợ săn đây này. Khi hắn vừa dứt lời cũng là lúc điện vụt tắt. Lúc này bọn đàn em của hắn nghe thế liền sẵn sàng vũ khí trong tay, nhất loạt xông ra kiếm tí ăn phần. Nhưng nam chính không xuất hiện ngay mà là một cái xác được đưa ra chào sân. Nhưng sau màn tóe khói, chúng mới nhận ra kẻ bị chúng bắn lại là đồng bọn của mình. Nhận ra đã bị ăn quả lừa, bọn chúng lập tức phát hiện ra mục tiêu, lại tiếp tục tung ra màn mưa đạn thứ hai, nhưng Chu Khắc đã nhanh chân lao mình sang một bên né được cơn mưa đạn của bọn chúng. Vừa xử lý xong đám này thì đám kia lao tới, nhưng bọn chúng vào đến đâu anh xảo đến đó. Trong cả bọn thằng nào cũng đầu trâu mặt ngựa cả, thế mà đến lúc diện kiến nam chính lại chẳng khác gì món đồ chơi cho anh ta tung hoành ngang dọc. Xử lý xong bọn này thì một ả sát thủ xuất hiện tiếp chiêu Chu Khắc. Thế nhưng cô ả dường như đã đánh giá sai đối thủ của mình khi mà chiêu đầu vừa tung ra đa bị đối phương khóa tay cho bay đầu vào bờ tường. Không chịu khuất phục, cô ta lao lên lần hai, nhưng chưa được vài chiêu đã bị đánh cho giạt ra xa. Đến đây tưởng rằng cô ả sẽ đầu hàng, nhưng cô ta vẫn ngoan cố vừa lấy hai chiếc móc heo xông lên định chơi quả chót. Nhưng chưa kịp xông pha thì Chu Khắc đã dứt khoát đá con dao vào bụng cô ả. Thấy cánh cửa trước mặt xuất hiện một đội giày, hắn ra lệnh cho anh em của mình bắn liên hồi vào đó, đến lúc cánh cửa tự bung ra. Khi cả bọn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ đằng sau con lợn hai họng súng chĩa ra nã đạn như điên về phía bọn chúng. Chỉ trong tích tắc cả lũ người đã ngã xuống như dạ, đến lúc hết đạn Chu Khắc ném súng đi rồi lại tiếp tục xông đến tính sổ từng tên một và cứu được người anh em là Bano. Nhưng đúng lúc đó thì tên đại ca cũng vác súng lên muốn trả thù cho em trai của mình, hắn tuyên bố ngày hôm nay sẽ lấy mạng Chu Khắc để tế vong linh người em đã mất. Giọng điệu có vẻ hùng hồn nhưng không biết ai mới là người lấy mạng. Tên đại ca dùng một sợi xích có móc nhọn ném về phía hai người, không may chiếc móc đã găm vào người Bano. Nhưng hắn chưa kịp xé toạc người anh ta ra thì Chu Khắc đã lao đến ngăn cản và đánh bật hắn ra ngoài. Nhận thấy mình không phải là đối thủ của Chu Khắc, hắn bèn giở trò tiểu nhân nói rằng anh có giỏi đến mức nào cũng không thể bảo vệ được vợ con mình. Nói rồi hắn nhanh tay nhấn nút bí mật rồi chạy vào đường hầm gần đó, một giây sau cả căn phòng bùng nổ. Bano nhanh chóng đẩy Chu Khắc và mình lao vào bể chứa oxy ra gần đó để thoát thân. Đúng lúc này hắn nhìn thấy gã què người của mình đang ngồi trên con xe mô tô. Hắn tưởng rằng gã què đứng đó để chở mình cao chạy xa bay, mà nào ngờ gã què lại lật mặt chửi hắn như chửi con cửa hó. Gã què cũng tiết lộ kẻ giết em trai hắn và vợ con Chu Khắc chính là mình. Phải nói hắn đã dùng chiêu bẩn của mình để trục lợi cho bản thân và đẩy hai bên vào mâu thuẫn rồi thanh toán lẫn nhau, còn hắn chỉ ở giữa trục lợi. Về phần Chu Khắc, sau khi thoát chết anh đã chạy được ra ngoài và chứng kiến toàn bộ những gì hắn nói. Anh định xông lên thì lại trở thành đối tượng truy sát của gã, vì không có súng trong tay nên anh chỉ có thể chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tên này. Nhưng lúc đó cảnh sát đến bao vây, hắn chỉ còn cách bỏ chạy trước khi bị bắt, còn Chu Khắc vì việc này cũng bị giải về đồn. Sau đó do có dính dáng đến việc thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng nên anh đã bị kết án 9 năm tù giam. Những ngày trong tù anh thường xuyên bị bọn ma cũ bắt nạt, nhưng tất cả bọn chúng đều bị anh dạy dỗ đến nơi đến chốn nên không kẻ nào dám coi thường anh. Thời gian 9 năm thấm thoát trôi qua như một cơn gió, nhưng chưa bao giờ anh quên được kẻ đã giết vợ con mình, chỉ có điều anh không thấy mặt hắn vì hôm đó hắn bịt mặt. Anh chỉ thấy trên cổ tay hắn có xăm một dãy các con số. Đó là manh mối duy nhất anh dựa vào đó tìm ra hắn. Sau khi ra tù, Chu Khắc đến bên mộ vợ con để thăm họ, anh thấy có hoa của anh bạn Bano vẫn gửi đến đây. Bao nhiêu năm ở trong tù, anh ấy là người đã thay anh chăm sóc phần mộ của vợ con mình. Lúc này Bano đã trở thành một nghĩ sĩ, anh ta đang đi lấy phiếu tín nhiệm của người dân khu vực mình sống thì một tay sát thủ đã cho anh ta vào tầm ngắm của mình. Đúng lúc hắn định bóp cò thì một ánh sáng phản chiếu từ tấm gương đã khiến vệ sĩ của Bano chú ý, nhờ thế mà anh ta đã thoát nạn. Bano nhìn ráo rát xung quanh thấy mọi người bỏ chạy hết, chỉ còn một người mặc áo chú hề là đứng đó. Anh ta nhanh chóng nhận ra người đó chính là Chu Khắc. Cả hai đã lôi nhau ra ngoài quán rượu để ăn mừng cuộc gặp lại. Bano hiện giờ đã không còn là gã giang hồ như trước đây nữa mà là một quan chức. Anh ta muốn mời Chu Khắc về làm việc cho mình để trả ơn cứu mạng vừa rồi. Nhưng Chu Khắc đã từ chối, anh nói rằng cuộc sống của hai người giờ đã quá khác nhau và anh không phù hợp với môi trường của Bano, tốt nhất là họ ít gặp nhau để tránh gây phiền phức cho đối phương. Tuy vậy, Bano vẫn đưa cho Chu Khắc một tấm danh thiếp và nhắn rằng bất cứ khi nào cần thì đều có thể đến gặp mình. Công việc hiện giờ của anh là hóa trang thành chú hề bán bóng bay trên đường phố kiếm sống qua ngày, cũng là để âm thầm tìm ra kẻ thù. Lúc này tại thành phố của họ có một cảnh sát tên là Tiết Tắc, anh ta được mệnh danh là nỗi kinh hoàng của dân giang hồ vì đã cho không ít kẻ vào nhà đã bóc lịch. Tiết Tắc có một cô con gái nhỏ tên là Linh Linh, nhưng vì quá bận công việc cho nên cô bé Linh Linh toàn sống với bảo mẫu là chính. Cô bé cũng có một người bạn là chú hề Chu Khắc. Vì thường xuyên bán bóng bay ở cổng trường cho nên anh đã quen cô bé, còn Linh Linh vì không có bạn lại được Chu Khắc quan tâm nên cô bé đã coi anh là một người bạn lớn.
Hôm đó khi Linh Linh đã nhờ Chu Khắc hãy đến buổi nói chuyện của bố mẹ học sinh với mình vì bố cô bé quá bận chẳng bao giờ dành thời gian cho mình cả, họ hẹn sẽ gặp nhau vào ngày mai. Sau đó Linh Linh được bảo mẫu đón về thì bất ngờ cô bé bị một gã đi xe máy định ám sát, nhưng may mắn Chu Khắc đã xuất hiện kịp thời và ngăn cản hắn cứu cô bé Linh Linh một mạng. Ở một diễn biến khác, một tên đại ca đang cho đệ tử của hắn tra tấn một gã đàn em là nội gián cho cảnh sát bằng cách liên tục dùng vòi bơm nước vào mồm tên này và ép hắn khai ra chiếc USB. Trong chiếc USB đó là bằng chứng quan trọng, nếu nó bị lộ ra ngoài thì bọn này sẽ toi đời. Ban đầu anh ta không chịu khai, nhưng sau đó không chịu được đòn tra tấn của bọn chúng, anh ta đã khai rằng chiếc USB đã được anh ta giấu trong con gấu của con gái của cảnh sát Tiết Tắc, một cảnh sát giỏi nhất thành phố. Tên đại ca nghe vậy lập tức cho đàn em của hắn đến nhà Tiết Tắc lục soát và tìm con gấu. Sau khi được bảo mẫu nói con gấu là Linh Linh cầm và mang đi học, thế là bọn chúng giết chết bảo mẫu, sau đó kéo đến trường Linh Linh tìm cô bé và con gấu. Lúc này Chu Khắc và Linh Linh đang vui vẻ biểu diễn trong lớp học, một tên trong số chúng giả làm đồng nghiệp của bố cô bé và đến trường nói rằng bố em đang bị tai nạn ở bệnh viện, cần em đến đó ngay. Chu Khắc đứng gần đó nhận thấy trên tay hắn có một dãy số giống như dãy số trên tay kẻ đã giết vợ con anh năm xưa. Anh lập tức nhận ra hắn là cảnh sát fake nên đã xông tới dạy cho hắn một bài học nhớ đời. Đám đồng bọn bên ngoài thấy có biến lập tức mang hàng nóng nhảy vào ứng cứu đồng bọn. Tất cả bọn chúng đều giả danh cảnh sát định khống chế Chu Khắc, nhưng chúng còn non và xanh lắm đâu phải là đối thủ của anh, chỉ 3 giây đã nằm liệt ra sàn. Nhân cơ hội đó anh bế bé Linh Linh chạy ra ngoài định nhảy lên một chiếc xe tẩu thoát, nhưng bọn này vẫn cho người ngăn cản ý đồ của anh. May mắn nhờ chút võ vẽ hơn người nên đã thành công thanh toán được bọn lâu la kia, nhưng khi họ chạy chưa được bao xa thì tên đại ca đã đuổi được đến nơi. Hắn dùng chiếc xe to của mình định ép cho chiếc xe taxi bẹp như con rán, tuy nhiên nào đâu có dễ ăn như vậy. Với một tay giang hồ thứ thiệt, nam chính không khó để có thể né được những pha đụng độ của hắn. Cuối cùng thấy tên này bán ra như đỉa, Chu Khắc quyết định bất ngờ đánh lái sang tay phải khiến hắn bị mất đà đâm vào cột bê tông. Cú đâm rất mạnh làm chiếc ô tô cho đảo lộn một vòng rồi nằm bẹp dí bên đường, nhờ vậy mà hai chú cháu có cơ hội trốn thoát. Tên đại ca lập tức dùng bộ đàm gọi điện cho đám đàn em thông báo cho bọn chúng biết nơi hai chú cháu đang lẩn trốn, đó là một khu chợ gần đó. Ngay lập tức bọn chúng cử người tràn vào chợ lục soát khắp nơi. Lúc này Chu Khắc vừa đi vừa tháo bỏ lớp ngụy trang của mình, tiện tay anh thó luôn mấy món đồ bên đường. Vậy là sau vài phút một chú hề đã trở thành một quý ông lịch lãm, nhưng hành tung của hai chú cháu nhanh chóng lọt vào mắt một tên trong số chúng. Ấy thế nhưng chỉ trong tích tắc hắn lại không thấy họ đâu cả, tưởng mình bị hoa mắt, nhưng đến lúc định thần lại hắn đã bị nam chính khống chế chĩa súng vào đầu. Anh bắt hắn khai vì sao bọn chúng lại có dãy số trên cổ tay và đại ca của chúng là ai, thì hắn nói rằng đó là ký hiệu của tổ chức. Nhưng về đại ca thì hắn không biết mà kẻ nào vì chưa bao giờ gặp. Đúng lúc này một cảnh sát nữ đã xông đến định đưa anh về đồn uống nước chè, mặc dù cô ta khá mạnh nhưng cơ bản cũng không phải là đối thủ của anh. Sau vài chiêu ra đòn anh cũng đã khống chế và cầm tay cô nàng lại rồi ném chìa khóa ra xa. Thông qua lời của bé Linh Linh anh mới biết cô ta là cảnh sát nam với biệt danh Bông Hoa Bá Vương, người mạnh nhất của đội cảnh sát. Sau khi trở về đồn xem lại đoạn camera Chu Khắc khống chế cảnh sát nam, mọi người ai cũng thấy anh rất mạnh và giỏi, không những thế họ còn biết anh đã tiếp cận cô bé Linh Linh nhiều ngày trước. Họ cho rằng anh đi làm vậy là để trả thù vì trước đây bố của cô bé đã từng tống anh vào nhà giam. Việc cần làm bây giờ là phải liên hệ với cảnh sát Tiết Tắc bố của cô bé để anh ấy về điều tra vụ này. Tuy nhiên sếp của họ nói rằng Tiết Tắc đang có một nhiệm vụ bí mật với Interpol nên không thể về được, họ phải tự giải quyết. Cảnh sát nam cũng nói rằng cô phát hiện ra những kẻ xông vào trường học đều là bọn fake, chắc chắn chúng có liên quan đến người đã bắt cóc bé Linh Linh. Về phần hai chú cháu sau khi thoát nạn, họ đã trở về căn phòng của Chu Khắc. Sau khi xem bản tin trên TV, cô bé Linh Linh nghĩ rằng anh chính là người đã cố tình tiếp cận để bắt cóc cô bé nên đã cầm súng chế về phía Chu Khắc. Rất may nó chỉ là một khẩu súng nước nên không nguy hiểm gì. Chu Khắc cũng không muốn giấu cô bé, anh đã kể ra lý do vì sao mình làm vậy và cũng nói với Linh Linh rằng hiện giờ họ không biết bố cô bé ở đâu mà người cô bé có thể tin tưởng nhất chỉ có mình. Hiện nay bọn giang hồ ngoài kia đang truy tìm cô bé bởi vì Linh Linh đang giữ một món đồ mà chúng cần. Linh Linh không biết bọn chúng cần gì ở mình, thế là cô bé đã đổ tất cả những món đồ trong ba lô ra cho Chu Khắc tìm kiếm. May mắn anh đã nhìn thấy chiếc đồng hồ có gắn định vị, đây là cách bố cô bé muốn đảm bảo sự an toàn cho con gái mình. Nhưng nhìn thấy vật này Chu Khắc biết rằng vị trí của họ đã bị lộ, anh mở TV và dặn dò Linh Linh ở nhà còn mình ra ngoài có chút việc. Nhưng thực ra anh ra ngoài là để chờ những vị khách không mời mà đến. Quả nhiên nam chính dự liệu như thần, tên đại ca đã dẫn theo bọn đàn em lần theo định vị trên chiếc iPad của cô bé. Bọn chúng đã tìm đến nơi hai chú cháu thuê trọ mà không biết rằng hôm nay sẽ là ngày giỗ của mình. Chu Khắc thấy bọn chúng dẫn xác đến, anh vẫn từ tốn ăn mì tôm, sau đó lần lượt dẫn dắt từng thằng vào phòng riêng rồi cứ thế mà ra tay. Bọn này tuy đông nhưng cũng chỉ là lũ hữu dũng vô mưu, vì thế nhanh chóng trở thành con mồi cho gã thợ săn. Cuối cùng chỉ còn tên đại ca, hắn rất phấn khởi vì lần đầu tiên sau nhiều năm hành tẩu giang hồ có thể gặp một đối thủ mạnh như vậy. Thế là máu sĩ trong người nổi lên, hắn ném luôn khẩu súng trên tay định lao vào cho rồi võ thuật nhằm học hỏi kinh nghiệm, mà không ngờ rằng chỉ sau một hiệp hắn đã trở thành con thú trong lồng. Sau khi bắt được tên này, Chu Khắc dùng chiếc máy giật điện tự chế muốn ép cung để hắn khai ra kẻ đứng sau hắn là ai. Nhưng tên này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn cảnh cáo Chu Khắc rằng ngày tàn của anh đã đến rồi, cứ chờ đấy mà xem. Chắc là hắn dọa nhầm người vì anh không những không sợ mà còn tăng độ mạnh của chiếc máy lên vài lần. Cuối cùng thì hắn cũng chịu khai ông trùm của chúng là một kẻ có biệt danh L. Sau khi có một vài thông tin từ hắn, Chu Khắc quyết định đưa Linh Linh rời khỏi đây. Hai chú cháu vừa đi chưa được bao lâu thì cảnh sát cũng đã tìm đến, nhưng cái họ thấy chỉ là đám côn đồ đã bị Chu Khắc gô cổ lại.
Tên đại ca mặc dù thoát được trở về báo cáo ông trùm nhưng sau đó hắn cũng bị đập chết. Chu Khắc dẫn Linh Linh đến một căn nhà bí mật mà trước đây anh từng sống. Tại đây cô bé Linh Linh cảm động vì được Chu Khắc bảo vệ nên đã tặng anh con gấu mà cô bé thích nhất. Nhớ lại lời gã đại ca khai lúc bị anh tra tấn, thứ đồ mà chúng muốn tìm là một chiếc USB được giấu trong con gấu. Chu Khắc nhanh chóng phát hiện ra chiếc USB đó là một bên mắt của con gấu bông. Về phần Chu Khắc, sau khi có được chiếc USB, anh đã tiến hành kiểm tra nhưng tài liệu trong đấy đều bị mã hóa. Tạm dừng việc điều tra về chiếc USB, Chu Khắc dẫn Linh Linh đến trò chơi đu quay. Trò chơi này cứ 15 phút chạy được một vòng, anh để cô bé trong đó rồi đi xử lý công việc của mình. Điểm đầu tiên mà anh đến đó chính là đồng gái mại dâm của tên trùm. Bằng việc khống chế đã quản lý ở đây, anh đã có được tin tức về vụ làm ăn sắp tới của chúng. Trước khi ra về, anh ép hắn gọi cho cảnh sát và tự tố cáo địa điểm hoạt động mại dâm trái phép này. Lần thứ hai anh tiếp tục để cô bé trên vòng quay trò chơi sau đó rời đi. Đúng lúc này cô bé Linh Linh nhìn thấy bố trên TV đang tìm mình. Chu Khắc cũng thấy được bản tin đó nhưng hiện giờ anh chưa thể đưa cô bé trở về được. Việc Chu Khắc ép tên quản lý của ông trùm gọi cho cảnh sát để tự tố cáo mình đã được cảnh sát xác minh. Họ nhận ra rằng nếu anh đã có ý tốt giúp cảnh sát như vậy thì mục tiêu của anh không phải là Tết Tắc hay cô bé Linh Linh mà là gã trùm. Lúc này cảnh sát Tết Tắc cũng tiết lộ mình đã tìm ra nhiều bằng chứng buộc tội tên trùm và tất cả được giấu trong một chiếc USB nhất trong người con gấu của Linh Linh. Những bằng chứng này anh có được là nhờ một nội gián trong tổ chức của hắn, nhưng người này sau đó đã bị lộ và bị hắn ép cung. Nhờ vậy mà hắn có được thông tin về chiếc USB. Đó là lý do hắn cho người truy tìm cô bé để lấy bằng được con gấu. Việc anh có được bằng chứng nhưng chưa tố giác hắn là bởi vì nó chưa đủ để cho hắn dựa cột. Không ngờ rằng con gái anh lại vì nó mà bị liên lụy. Đúng lúc này anh nhận được điện thoại của con gái Linh Linh nói rằng cô bé vẫn an toàn và được Chu Khắc chăm sóc tốt. Việc Linh Linh tự ý gọi cho bố rất nguy hiểm, may mà đó là điện thoại công cộng. Sau đó Chu Khắc trực tiếp gọi cho Tết Tắc để hẹn gặp tại bến cảng. Tại đây Tết Tắc muốn đưa con gái về nhưng Chu Khắc không đồng ý vì anh ta quá bận, hiện giờ cô bé lại đang gặp nguy hiểm nên không thể để cô bé về nhà được. Chu Khắc nói rằng anh đã bắt một tên đàn em của gã trùm và moi được thông tin của hắn về một vụ làm ăn rất lớn của hắn. Vì vậy hắn sẽ trực tiếp đến xưởng để đôn đốc, đó là cơ hội để họ bắt hắn. Địa điểm là xưởng sản xuất mannequin nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc cho bọn chúng. Thời gian chúng kiểm tra hàng là 1 giờ sáng ngày mai, khi đèn điện trong nhà nháy 3 lần thì bọn chúng sẽ hành động. Hôm sau vào lúc 1 giờ sáng, Chu Khắc đã đứng bên ngoài. Sau khi thấy tín hiệu đèn bật xong lần thứ 3, anh lao cả ô tô vào trong, nhưng lúc này bên trong lại không có một bóng người nào hết. Trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ anh nhận được món quà từ trên trời rơi xuống, đó là một quả lựu đạn đã rút chốt. Ngay sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc xuất hiện. Tên trùm cùng với lũ đàn em xuất hiện, hắn tưởng rằng quả này đã cho nam chính thành món heo quay nguyên con, nhưng không ngờ anh đã ngồi trong xó nhà bình an vô sự từ khi nào. Không thấy Chu Khắc trong xe, như đã nghĩ tên trùm điên tiết lệnh cho bọn đàn em lùng sục khắp nơi như bầy chó săn phải tìm bằng được Chu Khắc cho hắn. Lúc này Chu Khắc bất ngờ ngắt điện, chỉ để lại một bóng đèn mờ khiến bọn này chẳng khác gì như bị quáng gà. Nhờ vậy nam chính cứ thế tiến đến từng tên là hạ thủ nhẹ nhàng không tiếng động. Anh còn dùng vài lọ hóa chất bỏ vào lò vi sóng và vặn nhiệt ở mức tối đa tạo thành quả bom tự chế. Sau đó anh dẫn dắt cả lũ đến đó. Đúng lúc này lò vi sóng phát nổ làm cho đàn em của tên trùm bỏ mạng không ít. Cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn, chết đến đít rồi mà vẫn còn to mồm khiêu khích không nhân nhượng. Anh đã cho hắn ăn hành ngập mồm, sau đó quyết định tống tiễn hắn đi gặp vợ con mình để tạ tội. Nhưng bất ngờ Tết Tắc lại xuất hiện, anh ta ngăn cản và nói rằng hãy để hắn cho cảnh sát xử lý. Chu Khắc không thể nào quên được tội ác mà hắn đã gây ra cho vợ con mình, đây chính là cơ hội anh đã chờ đợi 9 năm. Cho nên mặc dù bị Tết Tắc ngăn cản, anh vẫn nã đạn xối xả về phía hắn. Tuy nhiên không viên nào găm vào người hắn ta, dọa cho hắn một phen phọt nước đái ra quần cũng coi như đã trả thù được mối nợ xưa. Ngày hôm sau, anh đưa bé Linh Linh đi chơi công viên trước khi trả cô bé về cho bố của mình. Dù không máu mủ gì nhưng sự quan tâm của cô bé đã khiến trái tim lạnh giá của anh được sưởi ấm lại trong những ngày này, nên khi chia tay anh không khỏi có chút chạnh lòng. Mang tâm trạng thất thểu ra về, anh bỗng phát hiện có kẻ áo đen theo dõi mình, đuổi theo hắn vào nhà vệ sinh. Anh cũng tóm được hắn nhưng chưa kịp ra tay anh đã khiến hắn vỡ sọ mà chết. Tưởng thế là xong thì gã trùm què chân lại xuất hiện. Chu Khắc rất ngạc nhiên vì hắn lại được tự do như thế này. Tên trùm nói rằng những kẻ như Tắc Tiết đã ăn của hắn bao nhiêu tiền thế mà lại dám phản lại hắn, giờ hắn sẽ bắt anh ta trả giá, nhưng trước tiên hắn đến là để lấy mạng Chu Khắc hôm nay. Hóa ra Tắc Tiết là cảnh sát bẩn, anh ta chính là kẻ tay sai cho tên trùm và ít ta hắn ra. Khi Chu Khắc định xông lên thì bọn đàn em của hắn đã bao vây. Nam chính lúc này như chim trong lồng, cá trong chậu, rất khó để thoát ra, thế nhưng anh vẫn không hề nao núng. Bình tĩnh xử lý bọn chúng, đầu tiên anh xông ra hạ một tên và tước vũ khí của hắn, nhưng xui cho anh khẩu súng này đã gần hết đạn. Không có đạn thì anh chơi cách khác, Chu Khắc ném khẩu súng đi mà lao vào đánh tay không. Lúc này ở bên kia Tắc Tiết đang cùng Linh Linh về nhà thì bị cảnh sát nam chặn lại. Cô ấy biết anh ta đang có ý định đưa USB cho tên trùm nên muốn ngăn cản Tắc Tiết cũng không còn gì để nói. Anh ta nói rằng hiện giờ trên người mình đang có bom, nếu không làm theo ý chúng thì chúng sẽ giết anh và Linh Linh. Nhưng chưa kịp để nam hiểu mọi chuyện thì người của tên trùm đã đến và bắt cả hai đi trước sự bất lực của nam. Bên này Chu Khắc vẫn đang miệt mài trao dồi kinh nghiệm võ thuật với tay sai của tên trùm, nhưng chắc ra đòn quá mạnh nên sau khi đôi bên học tập lẫn nhau chưa lâu thì bọn đàn em của hắn không chịu nổi, nhiệt đã cùng nhau bỏ lại đại ca của mình mà đi gặp tổ tiên của chúng hết, chỉ còn lại tên trùm què quặt còn lắm mồm. Hắn vừa đi tìm Chu Khắc vừa tiết lộ cho anh biết sự thật, đó là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện này chính là thằng bạn chí cốt, kẻ mà anh từng vì hắn mà liều mạng nhiều lần.
Hắn không chỉ gây ra vụ nổ bom giết chết vợ anh mà còn là kẻ tự đẩy mình thành con tin để anh đến cứu. Sau đó cũng chính hắn đã gọi điện báo cảnh sát để họ đến bắt anh cách đây 9 năm. Tên què nói vậy là bởi vì bọn chúng cho rằng anh luôn là kẻ xuất hiện và cản trở việc làm ăn của chúng nên chúng cần phải diệt anh. Bao nhiêu căm phẫn khi biết mình bị kẻ gọi là bạn chí cốt lừa dối đã khiến Chu Khắc như phát điên, anh lao đến bóp cổ và giết chết hắn như giết một con sâu bọ. Về phần Tắc Tiết và Linh Linh, sau khi bị bắt về họ bị trói lại, Linh Linh vì còn giá trị nên chúng để cho cô bé sống, còn Tắc Tiết vì hết giá trị nên chúng đã cho hắn banh xác. Về phần Chu Khắc, sau khi giết chết tên trùm, anh chạy ra đường đi tìm Linh Linh thì gặp sự cản trở của cảnh sát nam và mọi người, nhưng anh đã bắt cô làm con tin đưa về nơi bí mật của mình. Anh gắn lên người cô một quả bom để cô không thể can thiệp vào chuyện của mình. Sau đó anh đến thăm mộ của vợ và chào cô ấy lần cuối. Hóa ra cách đây 9 năm vụ nổ chỉ khiến vợ anh không qua khỏi. Con gái anh may mắn được bệ tắm bảo vệ nên không sao. Anh đã gửi cô bé trong cô nhi viện để chờ ngày ra tù hai cha con sẽ sống với nhau. Nhưng sau đó cô bé đã được cảnh sát Tắc Tiết nhận nuôi, đến giờ anh biết điều đó nên. Đó chính là lý do sau khi ra tù anh lại đứng ở cổng trường để làm quen cô bé, vì anh muốn gần con gái của mình. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nam chính lên đường gặp lại Brano, kẻ đứng sau mọi chuyện. Ngay khi xuất hiện, anh đã trút cơn phẫn nộ của mình lên lũ đàn em của hắn. Cơn mưa đạn đã khiến lũ sâu bọ không thể nào ngóc đầu dậy được nữa. Chu Khắc xuất hiện như một vị thần đại diện cho công lý, anh hiên ngang tiến vào bên trong như trốn không người. Ngay cả sát thủ thân tín của hắn cũng bị một dao của anh gục tại chỗ. Cuối cùng giờ khắc đối mặt cũng đã đến. Thấy anh, Brano không hề bất ngờ, hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Hắn nói rằng trước đây rất thần tượng anh, nhưng sau đó thấy anh chỉ biết đến gia đình mà quên đi hoài bão của một người đàn ông, thế là hắn muốn biến anh thành con sói. Từ suy nghĩ đó, công việc làm gì xấu xa để đạt mục đích là hắn không làm. Thấy luận điệu vô lý trơ trẽn của hắn, Chu Khắc không muốn tốn thời gian cho kẻ bất lương, cả hai xông vào giao chiến, từng coi nhau như anh em chí cốt, giờ đây họ lại trở thành kẻ thù của nhau. Sau 7.749 màn giao đấu, cuối cùng đặc công giỏi nhất thế giới cũng không làm ta thất vọng khi anh đã giành thế chủ động. Anh liên tục tung ra những cú đánh hiểm hóc, kết hợp với những cú đạp như trời giáng, thì một kẻ lâu ngày chỉ biết đến ăn chơi gái gú như hắn đã bị nam chính đặt bay ra khỏi cửa bất con mẹ nó tỉnh. Nhờ đó mà anh phát hiện ra con gái đang bị trói đằng sau cùng một quả bom trên người. Chu Khắc đến gần con gái, cố gắng làm cho cô bé bình tĩnh để tìm cách tháo quả bom, nhưng chưa tháo được thì Brano đã tỉnh lại và bất ngờ tấn công anh từ phía sau. Đến khi anh định khống chế hắn thì hắn lại lôi ra công tắc và đe dọa nếu anh tiến đến một bước hắn sẽ cho nổ quả bom. Mặc dù Chu Khắc không dám manh động nhưng hắn vẫn giở trò tiểu nhân kích hoạt quả bom. Lúc này thời gian chỉ còn đúng 9 giây, hắn thì đã chạy ra ngoài. Nhanh như cắt, Chu Khắc phóng con dao về phía con gái, cắt đứt sợi dây gắn vào quả bom, sau đó ra hiệu cho cô bé tung quả bom về phía mình như cách cả hai vẫn thường chơi trò tung hứng trước đây. Hiểu được điều này, cô bé Linh Linh lập tức làm theo lời anh, thế là Chu Khắc đã lấy chiếc áo của mình đánh mạnh về phía quả bom để nó bay về phía Brano, chính thức cho hắn tan thành trăm mảnh. Sau đó anh dẫn con gái ra ngoài nhưng bất ngờ anh đã bị phục kích và bắn hạ. Trong giờ phút cuối cùng anh vẫn chưa kịp nói với con rằng mình chính là cha ruột của cô bé, nhưng nhìn bức ảnh trên tay của Chu Khắc đó là một gia đình có cô bé có vết bớt trên vai giống mình. Lúc này Linh Linh mới nhận ra chú hề, người luôn âm thầm bảo vệ mình, chính là bố ruột của mình. Khi bị cảnh sát đưa đi, cô bé không ngừng gọi anh là bố. Thấy con gái đã nhận ra mình, dù giây phút đó ngắn ngủi nhưng anh vô cùng hạnh phúc, cuối cùng cha con anh đã có thể nhận ra nhau sau nhiều năm xa cách. Cuối phim, cảnh sát nam cũng đã được thả và quả bom trên người cô chỉ là giả, họ cũng có được chiếc USB chứa tội ác của chúng. Chu Khắc được minh oan nhưng anh đã không qua khỏi, điều này khiến mọi người vô cùng đau xót khi đã giết nhầm một anh hùng. Bộ phim cho ta thấy có những thứ trên đời này không thể nhìn về bề ngoài mà đánh giá được toàn diện. Có những người mặc áo đen gánh trên vai tội danh nhưng lại là anh hùng, có những kẻ nhân danh công lý chính nghĩa nhưng thực chất lại là phường buôn thịt bán người. Cuộc sống là thế, không bao giờ là hoàn hảo và dễ dàng, nó luôn luôn chứa đựng những điều khó hiểu, đòi hỏi ta phải đủ sáng suốt để nhận định.